siết cơ bụng đúng cách cho người tập aerobic. Đầu tiên thì chúng ta phải hiểu là tại sao chúng ta lại phải gồng siết cơ bụng. Khi mà chúng ta thả lỏng cơ bụng và chúng ta giật những cái bài giật bụng mạnh là các cơ quan nội tạng bên trong nó có thể là sẽ bị đau sóc. Thứ hai là có thể là ảnh hưởng tới xương sống. Đó, đấy là lý do vì sao mà chúng ta phải gồng siết cơ bụng khi chúng ta tập giật bụng hay là bất cứ động tác nào trong aerobic nhá. Rồi bây giờ thì Thúy sẽ hướng dẫn và chia sẻ cái cách mà Thúy gồng siết cơ bụng hàng ngày khi Thúy tập thể dục. Đầu tiên, các tình yêu hít hơi vào thì bụng của chúng ta sẽ phồng to ra. Vậy bây giờ chúng ta hãy thổi thật mạnh giống như ta thổi nến nhá. Thổi mạnh nào, 2 3. Đó, 2 3. Đó, và chúng ta sẽ gồng nó lên, gồng như là gồng cứng người lên đó. Đó, được chưa? Gồng cái cơ bụng này lên. Chúng ta dùng hai ngón tay chúng ta ấn vào, thấy là không bị đau và nó rất là cứng. Ngoài ra đưa hai tay ra sau, đó, cảm giác như là cái phần cơ ở sau phía sau lưng á, nó bắt đầu nó được gom lại. Như vậy là chúng ta đã gồng chắc rồi đấy. Và khi này chúng ta tập những bài giật bụng là nó sẽ không bị đau sóc và sẽ hạn chế và ảnh hưởng đến phần. Mỗi ngày hãy bỏ ra 5 đến 10 phút tập cách gồng siết cơ bụng. Sau một tuần các bạn sẽ biết gồng siết cơ bụng một cách linh hoạt, lúc nào nên thả, lúc nào lên gồng. Rồi và em Thúy khi ở trạng thái bình thường, và bây giờ các chị thổi cho em giống như thổi nến này, thổi một hơi thật mạnh và sau đó là gồng cái cơ bụng của mình ở cái vị trí thổi ra chứ không phải là hít vô nha. Rồi 2 3 bắt đầu này. Rồi các chị ơi, lấy tay mình nắn vào bụng xem nó đã cứng hay chưa. Nó đã cứng như thế này là chúng ta đang gồng cơ bụng rất tốt nha. Các chị hiểu nguyên lý cho em, nhịp thở của chúng ta là gì ạ? Khi mà chúng ta hít hơi vào thì bụng của chúng ta sẽ phải to ra, và khi chúng ta thở ra bụng của chúng ta sẽ phải xẹp lại nhá. Rồi bây giờ nhịp hít thở giúp em này, hít vào bụng chúng ta phình to, bây giờ chúng ta thổi ra này, bụng chúng ta xẹp lại. Và ở cái nhịp thở này chúng ta hãy gồng chắc và cứng cái cơ bụng mình lại, được chưa nào? Bắt đầu hít này, thở, gồng chắc lại cho em, giữ chắc ở vị trí đấy. Và khi chúng ta đã giữ chắc rồi, chúng ta hít thở bình thường, hít thở bằng mũi bình thường và cố gắng là giữ chặt cái cơ bụng ở phần đấy cho em, được chưa nào? Nhớ nha, gồng ở cái nhịp thổi ra, khi chúng ta thổi ra là bụng chúng ta phải xẹp lại và cứng lại cho em nha. Lúc này chúng ta giật bụng, được chưa? Giật bụng, bụng chúng ta được siết, được chưa? Hốc mở, bụng chúng ta đã được siết. Hoặc đánh hông, bụng chúng ta cũng được siết. Đánh eo, bụng chúng ta cũng được siết. Như vậy sẽ hạn chế cái tình trạng đau sóc. Cách phân biệt giữa siết bụng và hốc bụng. Có nhiều chị em khi mới tập mà thậm chí các bạn tập lâu rồi cũng dễ bị nhầm lẫn giữa hai khái niệm này, phải không ạ? Có nhiều người còn nghĩ chúng là một, là giống nhau nữa. Tuy nhiên là không nha, chúng hoàn toàn khác nhau. Vì nó khác nên là cách làm nó cũng khác và cái tác dụng mà khi chúng ta tập luyện nó cũng khác nữa. Hóp bụng là việc chúng ta thu vùng bụng của mình vào trong để trong được gọn hơn, nhỏ hơn. Tuy nhiên là cái vùng bụng của mình, cái mũi cơ, cái vùng cơ ở đây nó rất là lỏng lẻo, nó không được săn chắc và mình cũng rất là khó thở nữa, cảm giác như là hơi thở gấp, thở nông vậy đó. Và mình không thể nào giữ cái tư thế như thế này lâu dài được. Còn siết bụng là việc chúng ta gom các cái múi cơ lại, làm cho vùng bụng của mình cứng lên. Khi sờ vào, ấn vào thì cảm giác rất là cứng, nhưng mà cơ thể của mình vẫn đang trong trạng thái hít thở bình thường, không cảm thấy khó thở. Về khái niệm thì nó là như vậy, nhưng mà khi thực hiện thì nó lại gần giống nhau nha, nên là nhiều người mới bị nhầm lẫn như vậy đó. Bây giờ Linh sẽ thực hiện nhé. Đây là vùng bụng của Linh đang trong trạng thái bình thường, không hóp bụng, không siết bụng các chị nhé. Bây giờ Linh sẽ hóp bụng này. Đó, bụng của mình sâu vào trong, tuy nhiên là các múi cơ vẫn rất là lỏng lẻo, ấn vào rất là lỏng lẻo như thế này. Và đặc biệt đó là Linh rất là khó thở các chị ạ, kiểu phải lấy hơi thật sâu thì mới dễ dàng thở hơn á. Đây là hóp bụng. Còn bây giờ Linh sẽ siết bụng này. Đó, Linh chỉ siết vùng cơ ở đây thôi. Còn nếu như bạn nào đang như thế này là sai mọi người nhá, đang như thế này là sai. Nếu như mình hai cái xương ở đây ra thì nó là sai, mà nó sẽ gom lại cơ, nó sẽ gom lại, giống như là các cái múi cơ ở đây nó sẽ đều gom lại về một chỗ, vùng bụng trung tâm, vùng cơ lõi. Đây là đang siết bụng. Linh có thể làm như thế này được cả ngày luôn, trừ khi mà ăn hay là khi mà ngủ thì mình sẽ thả lỏng vùng bụng ra, còn không thì cả ngày Linh có thể siết được như thế này và vẫn hít thở bình thường, vẫn nói chuyện bình thường, không có ảnh hưởng gì cả. Sở dĩ Linh có thể siết bụng được cả ngày như vậy là bởi vì cái thói quen này Linh đã rèn luyện rất là lâu rồi, 5 năm, 7 năm nay rồi á. Bởi vậy nên đối với Linh cái việc siết cơ nó cực kỳ đơn giản luôn. Bây giờ thả lỏng bụng, giây sau Linh có thể siết lại bình thường, vẫn đang trong nói chuyện như thế này bình thường. Tuy nhiên là các chị em nào mới tập á, thì Linh sẽ chỉ cho cái một cái mẹo này để mình thực hiện dễ dàng hơn nhé. Nào bây giờ các bạn hãy tưởng tượng là phía trước của mình có một ngọn nến và chúng ta sẽ cố gắng dồn toàn bộ lực để thổi tắt ngọn nến đó đi ha. Hít một hơi thật sâu để lấp đầy khoang bụng, sau đó dồn lực thổi tắt ngọn nến đó đi. Nào bắt đầu. Thấy cái vùng bụng của mình tự dưng nó giật lại không ạ?
nó dập lại, nó gom cơ lại đâu ạ. Và cái đáy chậu của mình được khóa lại. Vậy thì việc siết cơ là việc kết hợp giữa ba cái động tác đồng thời, là việc khóa đáy chậu lại, rồi gom mùi cơ và thổi thật là mạnh ra, dồn lực thổi được mạnh ra. Vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng thực hiện được. Bây giờ thực hiện lại nào. Đó, khóa đáy chậu, giật cái bụng lại của mình lại. Vậy là chúng ta đã siết được bụng rồi đó. Và cố gắng là giữ cái trạng thái này lâu hơn một chút xíu. Khi mà mới tập thì mình mỏi, mình thả ra. Xong rồi mình lại tiếp tục tập lại như thế nhá. Và cố gắng giữ càng lâu càng tốt. Khi mà các bạn đã biết cách siết cơ bụng rồi thì hãy cố gắng thực hiện hàng ngày nhá. Giống như Linh này, trừ khi ăn và ngủ thì mình thả lỏng bụng ra, thì còn lại lúc nào cũng trong trạng thái siết cơ như thế này. Nó mang lại cho mình rất là nhiều lợi ích. Và cái lợi ích đầu tiên đó chính là bụng của mình nó sẽ được gọn hơn, thon hơn, giảm mỡ ở đây. Đặc biệt là thể hiện rõ được cái cơ bụng số 11 rất là đẹp này. Và cái tác dụng thứ hai là nó sẽ giúp bảo vệ cột sống của mình. Bình thường nếu như mình thả lỏng bụng, mình ưỡn mông về sau, nó sẽ gây chèn ép cột sống, chèn ép cái đĩa đệm ở đây này. Mình sẽ cảm giác rất là đau lưng. Còn khi mà chúng ta siết bụng, khóa đáy chậu lại, hơi cuộn cho cuộn nhẹ một chút xíu, thì nó sẽ đưa cái cột sống của mình về cái trạng thái sinh lý bình thường. Nó sẽ giúp bảo vệ cột sống và chúng ta sẽ không có bị đau lưng nhé.